Công nghệ tầng giao diện mạng cuối cùng được trình bày trong chương này là ATM. ATM cũng là một công nghệ chuyển mạch gói giống Frame Relay. Nhưng trái với Frame Relay, ATM truyền dẫn các gói có kích thước cố định. Các gói này còn được gọi là tế bào, chỉ chứa các thông tin định tuyến cơ bản, cho phép các thiết bị đặc biệt, chẳng hạn bộ chuyển mạch, chuyển tiếp nhanh gói tới đích. Truyền thông được thực hiện thông qua một hệ thống điểm điểm, cung cấp kênh ảo thường trực giữa các máy tính. Do ATM sử dụng phương pháp điểm điểm để truyền các gói có kích thước cố định và ít tới thông tin định tuyến, nên nó có thể đạt được tốc độ truyền dẫn cao. ATM hỗ trợ truyền dẫn tiếng nói, video thời gian thực, đồ họa, âm thanh chất lượng cao và các tốc độ bit trong phạm vi mega. Các mạng ATM thường hỗ trợ các tốc độ bit trong khoảng từ 155 tới 622 megabit trên giây. Chúng ta hãy cùng xem xét chi tiết hơn về tế bào ATM. Mỗi máy trên mạng TCP/IP, còn gọi là trạm TCP/IP, được nhận dạng bởi một địa chỉ IP logic. Mỗi trạm hay mỗi thiết bị mạng sử dụng TCP/IP để truyền thông cần có một địa chỉ IP duy nhất. Địa chỉ này cho biết vị trí của một hệ thống trong một mạng, giống như địa chỉ xác định ngôi nhà trên một phố nào đó. Tương tự như khu dân cư, địa chỉ IP phải là duy nhất trên toàn cầu và phải được viết dưới một định dạng chuẩn. Mỗi địa chỉ IP gồm phần địa chỉ mạng NAT ID và phần địa chỉ trạm HOT ID. Phần địa chỉ mạng dùng để nhận dạng những hệ thống trong cùng một khu vực vật lý còn được gọi là phân đoạn. Mọi hệ thống trong một phân đoạn cần có cùng phần địa chỉ mạng và phần địa chỉ này phải là duy nhất trong số các mạng hiện có. Phần địa chỉ trạm nhận dạng một trạm làm việc, một máy chủ, một router hoặc một trạm TCP/IP trong một phân đoạn. Phần địa chỉ trạm cũng phải là duy nhất trong một mạng. Giống địa chỉ bưu điện gồm hai phần, số nhà, tên phố và mã bưu điện. Địa chỉ IP cũng gồm hai phần, địa chỉ mạng NAT ID và địa chỉ trạm HOT ID. Phần đầu tiên, NAT ID nhận dạng mạng mà máy tính nối tới. Tất cả máy tính trong cùng mạng phải có cùng NAT ID, giống như mọi nhà trong cùng quận phải có cùng mã bưu điện. Phần thứ hai, HOT ID xác định máy tính, router hoặc một thiết bị mạng khác trong mạng. HOT ID phải là duy nhất trong một mạng, giống như số nhà và tên phố phải là duy nhất trong một quận. Nói cách khác, hai máy tính có thể có cùng HOT ID nếu NAT ID của chúng khác nhau, giống như hai phố có thể có cùng tên nếu chúng thuộc hai quận khác nhau. Tuy nhiên, sự kết hợp NAT ID và HOT ID phải cho phép nhận dạng duy nhất mỗi máy tính riêng biệt. Các địa chỉ IP có chiều dài 32 bit và được chia thành 4 trường, mỗi trường 8 bit, tức là 1 byte. Mỗi byte được phân tách bởi một dấu chấm. Một byte là một giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Cách biểu diễn địa chỉ IP như vậy được gọi là ký pháp thập phân dấu chấm. Tuy nhiên, khi xử lý thông tin, máy tính lại sử dụng hệ nhị phân vì tín hiệu chúng sử dụng để truyền thông chỉ có thể thuộc hai trạng thái, tắt và bật. Trong ví dụ của chúng ta, địa chỉ IP được biểu diễn dưới dạng nhị phân như sau. 10000011 01101011 00000011 00011000. Sau đây, chúng ta hãy ôn lại cách chuyển đổi số thập phân thành nhị phân. Trong một byte, mỗi bit được gán một giá trị. Nếu bit được đặt là 0, thì nó được gán giá trị 0. Bit được đặt là 1 có thể được chuyển đổi thành một giá trị thập phân. Bit thấp nhất trong byte tương ứng với 1, bit cao nhất tương ứng với 128. Như vậy, giá trị lớn nhất của một byte là 255, tương ứng với trường hợp cả 8 bit đều được đặt là 1. Có 5 lớp địa chỉ IP để tạo các mạng có kích thước khác nhau,
lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp E. TCP/IP hỗ trợ gắn địa chỉ lớp A, lớp B, lớp C cho các trạm. Các lớp này có chiều dài phần Net ID và Host ID khác nhau, do đó số lượng mạng và số lượng trạm trên mỗi mạng cũng khác nhau. Các địa chỉ lớp A được gắn cho các mạng có số lượng trạm cực lớn. Trong lớp địa chỉ này, byte đầu tiên xác định Net ID, bit cao nhất của byte này luôn được đặt là 0, 3 byte còn lại xác định Host ID. Do vậy, lớp A có thể cấp cho 126 mạng với 16.777.214 trạm trên mỗi mạng.